bố á, cô cầm á. Hello con, trở lại, con nghe rõ không? Dạ, bên bố là mấy giờ rồi, mấy giờ đêm rồi? Không biết, này đói bụng quá, tao đang ở dưới bếp mà nấu mì gói ăn. Đói bụng quá mà nghe tụi bay nói y xèo về cái bàn á, thì tao cũng có ý kiến như thế này. Thì bố không biết bạn là ai, nhưng mà sau những lúc mà cũng một hai tháng nay thì cũng theo dõi bạn. Thì bà lên bà ông live stream, bà ông nói bà ông tố cáo vấn đề ông Võ Hoàng Yên, rồi sau này mới loại ra cái chuyện mà nói chung là theo tôi hiểu, theo ý của tao, theo cá nhân tao, tao không bên ai, tao không biết bà là ai, tao không biết bà là... Nhưng mà có cái điều mà tao thấy bà tố cáo ông Võ Hoàng Yên thì tao rất là thích, là bởi vì đó nó giúp cho một người dân mình nhận ra cái vấn đề thật và để cho không ai bị lừa gạt nữa. Cái điều đó là chính xác, à cái điều đó là mình ai cũng phải công nhận, đúng không? Thì sau đó nó mới lòi ra những chuyện như là nghệ sĩ làm từ thiện ăn gian tiền từ thiện rồi không gì đó đại khái vậy, thì đúng một lúc lớn nó mới lòi ra. Thì thì bố mới tìm hiểu, bố mới tìm hiểu có nghĩa là vậy, là thì té ra hai vợ chồng ông bà này á đã làm từ thiện lâu năm mà chứ không phải mới đây. Ở đâu với miền Tây họ làm những cái máy lọc nước, tức là lọc nước ngọt chế từ nước biển ra nước ngọt, từ nước ngọt. Con nói bố, cái cầu ở trước nhà con đây này, là cái cầu đó là tiền của bà Hằng á, của vợ chồng bà Hằng đó. Cái đó ở dưới này nói. Rất nhiều cái cầu luôn. Để mà để cái tiền những cái này từ bố, cái đây của bà Hằng đó. Rồi ok, bố thì bố cũng không biết ai, nhưng mà bố cũng không biết bà, không biết ổng nữa, nhưng mà mới biết hai tháng này thôi. Thì lúc đó thì cái cao trào mà khi tố cáo ông Võ Hoàng Yên lên cao trào thì tất cả những cái youtuber rồi đi xuống cái miền, đi xuống ngay cái chỗ miền Tây á, ngay cái chỗ mà giống như kiểu như ông Võ Hoàng Yên mà làm việc mà để lừa gạt người ta đó, thì xác nhận thì chuyện đó nó có sự thật, cái chuyện đó 100% đã lừa gạt rồi mỹ dân rồi bán phiếu các cái. Mà trong lúc đó thì ngược lại thì họ cũng chứng tỏ là ở đây, nơi đây những con đường đất đỏ và trở thành đại sạch sẽ, có những cái cầu ông bà bỏ tiền ra xây, rồi có những nhà máy nước lọc để cho người dân và xe tải xe, nói chung là tất cả cái điều đó là khi nó chứng minh là sự thật thì mình mới té ra là cái điều này không phải mới đây mà ông đã làm rất là lâu năm, cả chục năm nay. Tiếp theo đó thì có một cái quỹ bổ tiêm hàng hữu cũng không có xuất ra, và cái đó của Bộ Y tế cũng đã xác nhận nguồn quỹ đó là của Đại Nam. Cái điều đó ông giàu hay là ông có hay là ông làm gì kệ mẹ, tao cũng không quan tâm cái điều đó nữa. Thì mình cũng thấy nể nể ở được chỗ rồi, mình nói ví von một cái điều này, ở Việt Nam mà có một cặp vợ chồng như ông bà là mình được đã được nhờ rồi, nói thẳng là nhờ, bớt gánh nặng cho xã hội, bớt gánh nặng cho cái nhà nước rồi. Nói đơn giản có nghĩa là mày giác lên dài 50 kg gạo, nếu mà có người nào đó rồi mày ghi xét mày tôi giác giùm cho anh 25 kg thì đương nhiên anh sẽ nhẹ gánh, mày phải nhẹ hơn. Cái đó cũng là một cái vấn đề một cái bố thì bố không có buồn mà bố cũng không ghét, bố cũng không giận nữa. Hồi sáng hôm qua chứ tao đang nấu rồi, sáng hôm qua thì tao cũng vô tình, tao thích cái nào tao không như tao có nói là tao không thích cái thằng đó, nhưng mà tại vì bả chửi đó tao thích là tao mới bút lên thôi. Thì cũng có một số người đùa má nhảy vô cái nội dung của cái đó là chỉ đích danh chỉ bả chửi một thằng đó thôi mà là không chửi ai cả. Dạ cái gì điều tao rất thích cái điều đó, bởi vì tao với ông Peter Phượng nó bạc già tao bà có được rồi. Tại vì cái đó mày khi mình chửi nó mình cảm thấy bẩn miệng, giống như cái live trước con bố đã nói rồi, có nghĩa là cái thằng đó nó không đủ tầm hoặc là tao không phải ngồi xuống cái chuyện nó được, bởi vì nó không là cái gì chứ. Nhưng mà chỉ có một con mẹ đàn bà này chửi nó là tao khoái rồi. Cái điểm thứ hai nữa, có một con tên là Ngô Minh Thư, Ngô gì thư gì đâu, mình đang chửi nó là tao thấy tao khoái rồi. Có nghĩa là phải để đàn bà trị nó để cho nó biết dục. Thì cũng có một số người bất đồng ý kiến, tại vì anh thấy khoái quá anh khoái úp cái bài rồi mà mắc mới gì trời, rồi má đâu có dính líu gì đâu, nó buồn cười ở chỗ là không dính líu gì cả. Mẹ tao không biết tao là ai, thần tượng idol gì đủ đối với tao, tao thấy là ai chứ, cái đồ quá tức là tao chửi rồi. Thì nó sợ nó mình như nói vậy thì cũng không ấy, mà nói là ở trong cái xã hội thì mỗi người mỗi ý, chính người mười ý, không ai nghĩ giống ai cả đó.
không ai nghĩ giống ai cả. Thật ra việc đó thì mà mình lấy cái điểm chốt đó là cái gì tốt cho đất nước mình, những cái gì làm lợi cho đất nước mình, có những cái mà mình cảm thấy là họ thiếu, họ thì người dân mình không được nhờ. Cái hạn là những người người quê không có cầu để mà đi qua, không thương, không có nước uống, nói chung là tất người ta có lợi là mình làm thôi, thế thích thôi. Còn ta có biết họ là ai đâu, mình khổ thì nói vậy. Thì nói một cách khác hơn nữa thì đối với bạn thì về cái chuyện, về cái vấn đề mà gặp mặt là cái đám ca sĩ làm từ thiện như lại cái đám mà coi như là thần y giỏi mà ta thích, là bởi vì sao? Nếu không có bà Hằng moi ra thì tụi bay làm sao tụi bay biết mấy cái chuyện đó được, rồi người ta sẽ bị lường gạt nữa, rồi cái đám nghệ sĩ nó cũng tung hô, rồi nó cũng đi đưa từ thiện, nó cũng lường gạt, nó tiêu lấy tiền nó bỏ túi riêng, ai lôi ra mấy cái điều đó? Cái đó là tự động nó phát sinh, chứ nó không phải ông bà. Thật ra là nhiều khi ta nghĩ chắc bà cũng không biết bà có dự từ thiện ở đâu, nhưng mà tại vì lôi ra vô tình nó vỡ lỡ ra, nó vỡ lỡ ra tự nhiên nó sẽ lòi ra những cái chuyện. Tôi nói mày hiểu không? Cái đầu tiên á, theo tôi hiểu là cái ý của bà thì lôi ông Võ Hoàng Yên, tại vì chính trực tiếp ông Võ Hoàng Yên lừa gạt tiền bà, mẹ tôi nói không, thì bà sẽ nhờ một số ca sĩ, những người mà hồi xưa mà có quan hệ với ông Võ, ông Võ Hoàng Yên là ông thằng Bảy Linh, là chi để nhờ cái tiếng nói của thằng này có là một cái ngôi sao, để chi tiếng nói nó mạnh mẽ hơn, cái cộng đồng người ta lắp cái nhiều hơn. Nhưng mà không ngờ khi gọi nó tên nó thì đủ má nó lại dính tùm lum, nó lòi ra mấy chuyện kia, cái chuyện cũng vô tình thôi, tao nghĩ là cái gì kệ mẹ, nhưng mà như vậy càng tốt, không có bả thì làm sao mấy cái lòi mấy cái chuyện ra được, đúng không? Không có bả làm sao có cái chuyện mà lòi ra chuyện Vũ Quần Yên, mà không có bả thì làm sao lòi ra cái chuyện mà Hoài Linh lòi ra cái chuyện mà Sao Khê bất chánh rồi tí đấy tiền bỏ túi rồi tụi lưng lòi ra, lòi tụi lưng tụi ra cái rồi đủ thứ. Cái chuyện đó thì đương nhiên thôi, còn cái chuyện mà ai thần tượng ai thì kệ mẹ người ta đi, ta không giải thích, ta không cần phải giải thích gì đó, bởi vì giải thích vô nghĩa rõ ràng vậy. Còn cái chuyện ngay bây giờ, thời điểm bây giờ toàn những chuyện mà nó chống phá nhà nước mình không, mà trong cái lúc dịch bệnh này nó không có lo cái gì đâu, mà nó toàn là chúng ta ấy cộng rỗ muốn cũng xuyên tạc, thì tại sao chúng ta lại không đập mấy tụi nó? Mình thì nhiều khi mình cũng không muốn đập, nhưng mà có cái điều để người đàn bà chửi nó thì thấy khoái, tao khoái rồi nghĩ hơn, tao thích hơn, thế thôi. Còn chuyện bây giờ tao mới nói cho tụi mày nghe nè, xét về cái mặt về quốc gia, tao đồng ý Việt Nam không giàu hơn Mỹ, nhưng mà đối với tao Việt Nam cái gì cũng nhất, để tao chứng minh cái nhất cho tụi mày nghe. Thứ nhất, có phải là trong chiến tranh thằng Mỹ nó thua Việt Nam không? Mày cái xác nhận tôi nói đúng không? Sao không? Trong chiến tranh thằng Mỹ nó có thua Việt Nam không? Thua Việt Nam phải không? Ừ, tao hỏi mày có hay là không? Dạ, chính xác rồi. Cái không phải là thằng Mỹ mà nói rằng là quân xâm lược Mỹ là thua không, thôi. Tao chỉ nói thằng không Mỹ thôi. Tao chỉ nói thằng Mỹ thôi. Tao chỉ nói thằng Mỹ thôi. Để tại vì những, vì lý do cái này là những cái đám chống cộng mà đầu tiên đã xuất phát từ Mỹ, tao chỉ có thằng Mỹ thôi, còn ở nước khác tao không tính. Rõ ràng một cái phải không, đúng không? Cái thứ nhì, sau khi dịch bệnh đi ra thì dân Mỹ đổ xô vào siêu thị giành giật đồ từ cái cuộn băng giấy vệ sinh, đánh lộn nhau, giật đồ giật nhau, trong đó có phim video quay lên, các con biết rồi phải không? Cái... đúng không? Ủa, nó còn nhỏ lắm, hơi nhỏ. Nói được, tuy vậy tao nói lại, trong thời gian xuất phát định dịch ở Mỹ, dân Mỹ đổ xô vào siêu thị giành giật nhau từ gói giấy đi cầu và đánh đập nhau, chửi lộn nhau để giành giật mua đồ trong siêu thị, có không? Mày có dân nghe Mỹ không? Dân Mỹ đi đổ xô vào các cái siêu thị mua đồ phải không? Mua đồ rồi đánh đập nhau, giật đồ, giật nhau, giật giấy, có không? Có không? Có không? Còn có thấy không? À, có thấy rồi. Việt Nam có không? Việt Nam thì không, Việt Nam cơ bản bây giờ siêu thị không. Ta hỏi mày có hay là không, ta không cần mày giải thích. Ta không không có không? Không có là Việt Nam mà hơn rồi, đó là dân trí Việt Nam cao hơn Mỹ. Đó ra, đó là chiến tranh là dân trí, là giáo dục. Giáo dục Việt Nam cũng hơn nữa. Tại vì Việt Nam thì là một quốc gia có chủ quyền, có cội nguồn. Ở trên nói, ở dưới nghe, đồng lòng chống dịch. Toàn thế mày thấy toàn dân không? Tất cả mọi người đều đồng lòng chống dịch. Thằng Mỹ 50% thôi, còn 50% nó đeo khẩu trang, đeo chịu trách. Bây giờ mới rào chiều mới đọc tin này, là bây giờ nước Mỹ phải bỏ tiền 120 tỷ nữa để năn nỉ, dùng cái chữ năn nỉ, những người dân không chích phải đi chích. Cái chuyện đó có không? Có luôn.
Có nghĩa là ở nước Mỹ không có đồng lòng, nó không có tiếng tính cách là dân tộc. Ở trên bảo dưới nghe, nếu phải là nghe, sai là, nhưng mà hầu như là nói như vậy để mày hiểu rằng người dân cùng chính phủ đồng lòng. Ở Mỹ thì khác, ở Mỹ là Nếu người dân không cần như đồng bố lòng. là người dân Mỹ đâu có tin vào chính phủ Mỹ đâu Thì nha. đương nhiên rồi, đó ta mới nói cái điều đó, đó. Cái dân chủ ở chỗ đó là cái dân chủ nghĩa là không tạo được cái niềm tin cho dân chúng Mỹ. Tới bây giờ mà người ta vẫn còn ủng hộ ông Tổng thống Trump, mà Tổng thống Trump chỉ là cái người ký ra cái sắc luật mà đuổi cỏ những cái thằng mà và gây án bên Mỹ vậy mà. Có nghĩa là nó không biết đâu là sự thật, cái người dân Mỹ không biết đâu là thật, có nghĩa là bị lừa gạt dài dài và vẫn tin sái cổ. Tới bây giờ mà nó vẫn tin Tổng thống Trump đủ mà sắp sửa vào Nhà Trắng để làm tổng thống, mà đủ nó điên cỡ đó rồi, thấy không? Thành ra vì chỗ đó tại bên này cái ba cái thứ tư á, là nhân quyền. Nhân quyền mày nhớ nhớ kỹ điều này, Việt Nam đã được vào ngồi cái bàn hội nghị của cao ủy Liên Hiệp Quốc và đã có cái ghế nhân quyền nằm trong đó, nhưng mà thằng Mỹ thì không có. Mỹ chưa ký vào. Đó thì phải hơn không, nhân quyền bốn là bốn cái rồi, đủ rồi, Yeah. dân ta đủ bốn cái rồi, còn chuyện nghèo giàu kệ mẹ tao không cần biết. Như vậy chứng tỏ là người dân Việt Nam hơn Mỹ. Ok tao nói vậy, thằng nào chửi tao, tao chửi lại, đủ má tụi bay, được chưa? Đúng, đúng rồi Rồi bố. đó, lúc tao nói Nói mà chung tụi bay là xác nhận, tao nói mà tụi cái bay chỗ xác nhận đúng, ý tao thức nói là thôi chứ lấy tiền nhiều là không quan trọng, không quan mạnh hay trọng. hơn ý thức thôi. Đây nè, cái ông Vũ Đức Đàm mới gì xong rồi nè, bây giờ các nước châu Âu, châu Mỹ bị dịch này, họ không cần tiền, đồng tiền không có còn nghĩa lý gì ở ngay thời điểm này cả, bởi vì khi anh còn sống mà thì anh còn làm ra tiền, anh chết là tiền làm cái gì. Thành ra ngay tại giờ phút này những người đó không cần tiền, đồng tiền bây giờ vô nghĩa đó, cái mạng sống mới là đúng nghĩa. Thì ông Vũ Đức Đàm ông có nói vậy mà đúng y chang luôn, bây giờ người ta không cần tiền phải lo giữ cái mạng sống, mà giữ mạng sống là gì, là phải tuân thủ theo những cái điều kiện mà Bộ Y tế đưa ra, đúng chưa? Anh mới giữ được anh, chứ còn anh cứ bưa ra anh đi đồ anh đi giống như kiểu như đi đi lây bệnh anh truyền bệnh người ta thì làm sao anh không, anh không chết thì gia đình anh cũng chết à, gia đình anh cũng chết, cha mẹ con cái anh cũng tử à. Đúng. Đó là những cái gương trước mắt mà Việt Nam thấy được, Ấn Độ, Indo, Mã Lai, bây giờ tới Thái Lan nữa, rồi xong tùm lum cả. Thằng Mỹ quốc đi đâu, thằng Mỹ đi đâu chết như đã. Thằng Mỹ bữa nay là gần 700.000 người đã đi đái rồi, đã tử vong chứ không phải một hai người. Thành ra vì chuyện đó tôi mới hiểu rồi, tao nói Việt Nam tao tốt hơn, kể cả vũ khí mẹ dùng tốt hơn, gái cũng tốt hơn được không, té dùng tốt hơn, nhưng thằng nào nói tao chửi rồi đủ má mày mệt quá rồi, tao xuống tao ăn, tôi đói bụng quá rồi. Rồi ăn đêm luôn hả bố ha? Rồi chúc bố ăn ngon miệng nha. Cảm Rồi. ơn chào bố.